Xin chào anh chị mình nha bữa nay á, thì em lên cho anh chị mình là một con bò cái ra tơ đó và hai con bò cái chữa con f 1 với con cái xin chữa nha anh chị đầu tiên là man xá tới thì đèn hoàng nghiêm chỉnh nha anh chị bò này thì mông đùi hoa thì hoàn thiện nè rúng anh chị mà thấy không lai chèn nè đó giò cẳng thì bò này xương sóc lớn lắm nha anh chị đóng vàng chân cối nha đó xương sóc thì rất cầm mâm yếm rúng gì vô địch nha anh chị rất là đẹp bò anh chị. Con bò này á, thì nó có thùng dạo nha Mẫu thì thùng dạo nhưng bò này bò cái tơ nha Bò này thì mới 15 tháng như vậy Mới 15 tháng nha Bò này cũng dợm gần kinh giống rồi nha vậy Cao thước hai bò nha Đó bò này em đo thì em đo ngay số lưng thì cao 1m2 bò Hoàn toàn nghiêm chỉnh nha Cái con bò này lông da phải nói là rất là xịn nha gì Đỏ mặt ha Không có đấm len Không len giá mặt mày đẹp không điểm mi Đó không lỡ đuôi nha gì đã xương sóc thì rất là lớn nha xương cối nha anh chị móng sò nha bò này thì em bao là móng sò đèn quèn cho anh chị nha không có vụ mà móng dép hay là móng nhọn nhọn nha anh chị đã bò này thì em bao móng sò thì cứ móng sò ha đã cao thước hai bò rất là dày đòn luôn anh chị xương sóc lại lớn nha cái con này thì nó thuộc về dòng raman nha anh chị raman ha đó hai lỗ tai như cánh quẹt anh chị không nè rất là đẹp nha anh chị và giá con bò này em cập nhật cho anh chị luôn nha 19 triệu 500 anh chị 19 triệu 500 nha là mình chốt được cái uh, con bò cái uh, tơ này đem về nuôi sinh sản nha chị. Con bò này nuôi sinh sản thì rất là đẹp nha gì rất là xịn bò nha. Đó cái dòng raman mà xương sóc nha gì mà thấy không? Đó cái tơ mới có 15 tháng cái chị. Bò này thì nó dọm uh, muốn dọn lên giống rồi nha. Đó anh chị không? Đó hoàn toàn là chuẩn bò nha. ở chuẩn bò, bao chuẩn bò nha chị. 19 triệu 500 nha cô chú anh chị, 19 triệu 500 nha. Rồi bây giờ em xem cái cặp bò cái chữa cho anh chị coi ha. Cặp cái chữa thì có một con là F1, một con thiện cái xin. F1 là số 2 nè, F1 này thì sáng mặt nè, xá lưng thì đèn quen, đòn rất là dài, mong đùi hoa cậy đuôi nè, đúng là chuẩn bò nha anh chị. Bò này hoa đen lớn nha. Đó chữa là được 8 tháng nha chị. Đó cũng dộm vú ha. Giò cẳng lên chân móng anh chị không nè. Hoàn thiện nha. Bò này thì em cũng bao là em bao móng sò nha anh chị ha. Bao móng sò con này là con bò cái F1 à, tơ chữa nha anh chị. Bò này là chữa là ba bơ nha, chữa được 8 tháng, dọn chú rồi anh chị. Bao chữa nha, bao khám, bao loại đơm tới đẻ luôn, bao đẻ ba bơ nha anh chị. Đó bò này thì à, chữa là ba bơi dòng gieo tinh nha. Nên bây giờ thì em bao đẻ cho anh chị mình ba bơ á. Bò này thì bò tơ đèn hoàng nha anh chị. Bò tơ ha, cao 1m24 bò, lưng thẳng, đòn dài, rất là đẹp bò luôn. Bò này thì mới rớt một đôi răng nha đen tơ chữa là lúa đầu tiên anh chị chữa là ba bơi được 8 tháng nha bao đẻ ba bơi nha gì bao loại đơm tứ đẻ nha đỡ hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị thì à, con bò này á, thì à, nó là dòng bò f 1 nha gì cái con bò này thì à, anh chị mình nuôi tầm khoảng là trên một tháng nữa nha là mình có một con ba bê liền anh chị mấy cái con bò này á, thì đẻ con rất là nhiều sữa nha chị sữa rất là nhiều luôn nha, nha, nha đó anh chị mình mua cái con này làm giống là mình nó cần đẻ thì sửa sụn ra nhiều á mua mấy con bò nhỏ nhỏ về ghép luôn cũng được nha vậy bò này thì em bán lên chị mình là 23 triệu rưỡi nha đó 23 triệu 500 là mình chốt được cái con bò cái tơ F1 chữa nha phối giống là bà bơi nên là em bao đẻ bà bơi luôn 23 triệu 500 nha gì đó bò tốt đèn quen ha nghiêm chỉnh không tật lỗi nha gì đó xá tích đèn quen lưng thẳng chị không đòn dây sọc anh chị bò này thì nó đã dọn chú rồi nha anh chị ha tại chữa là 8 tháng lớn tháng anh chị dọn chú rồi nha đó để em xem cái con số 2 vòng quay cho cô chú anh chị coi luôn cái con số 2 bên đây đó, thì nó thuộc về dòng cái sim nha con đó thì à, con số 3 số 3 này thì chữa rạ nha chị số 3 này thì xá tích từ đèn hoàng ha xá mặt xá lưng đồ nè đó lưng cũng một lưng đòn dài mông đùi hoa độ cậy đuôi đồ chuẩn hết vú bốm hen dọn vú luôn anh chị đó dò cẳng chân móng anh chị thấy không đó là hoàn thiện nha bò này thì em bao là bao móng sò nha chị ha đó, bao móng sò đó bò này thì uh, chữa rạ chữa là cũng ba bơ nha cái con uh, số 3 này á uh, thì đã chữa được hơn 8 tháng rồi chị dợm chú nhiều rồi nha đó bò này nuôi anh chị mình nuôi chắc cũng gần một tháng nữa là có bò con luôn cũng chữa là ba bơi luôn nha chị ha bao đẻ ba bơi nha đó bò chữa ba bơi này là bao đẻ ba bơi sái mặt sái lưng đầu đèn hoàng ha có gu đèn hoàng gì lông da đồ lông da đỏ nha học len giá đồ điểm mi gì hết chị đó học lọ đuôi nha cái con bò chữa này thì em đo ngay xứ lưng thì cao là 1 m 21 bò hen mẫu bom bay yếm rúng đồ rất là đẹp chị ở chữa là bao bơi lớn tháng như vậy đó bò này chữa là trên 8 tháng nha chữa là bao bơi nên là em bao đẻ bao bơi nha chị ha thì giá con bò này em cập nhật luôn nha 21 triệu 500 nha chị đỡ 21 triệu rưỡi nha là mình chốt được cái con bò cái bom bay nè đó, cái con này thì nó cũng lai về bò khú nha anh chị ha. Đó nó cũng à, hơi khú khú nha. Cái con số 3 này nè cũng hơi khú bò đó. Đó hoàn toàn nghiêm chỉnh mấy cái mẫu này thì nuôi rất là mát sữa vậy, vú bóm thì con nào cũng có ha. Đó chị mình ưng con nào thì alo cho em. mang man trụi thì 19 năm. cái tơ chữa F1 cái con đó thì 23 năm. Còn con à, hơi khú này là con này chữa bao bơi cũng hơn 8 tháng vậy Giá 21.500 ha. Thì mấy con bò này thì em bao tình trạng là bao tật lỗi nha anh chị ha bao nghiêm chỉnh hết cái gì, đèn hoàng ha đã bao chữa rồi bao khám rồi bao lồi đơm tớ đẻ cho anh chị luôn nói chung là bao tắt tật cho cô chú anh chị mình nha đó anh chị mình đang quan tâm về những cái lô bò này nhắc máy và lô cho em nha vậy chị ha bây giờ cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình các em còn buổi chiều ngày hôm nay nhé anh chị mình nhớ là bấm like nha anh chị